Xin chào các bác nhá. Giới thiệu các bác cái cấu hình bình dân bán rất là chạy nhá. BB Trung Quốc này. Bát 30 nhá. Jahua PA 203. Rồi là micro. Hai tay mic kim loại này, hát cực hay luôn. Cấu hình này bán rất là chạy, mà chỉ có 5 triệu thôi các bác nhá. Rất là hay. Các bác mua hàng thì xin liên hệ số máy nhân viên bán hàng bên Khắc Anh nhé. Đấy, sau đây thì test thử cho bác một chút này. Giá chỉ 5 triệu một này các bác nhé. Chào các bác nhé, em mới tạo cái kênh gọi là kênh rẻ tiền review. Em chuyên mua đồ trên mạng và thấy hay review, test thử cho các bác xem nhé các bác nhé. Đấy, cái hàng hay thì giới thiệu cho các bác để các bác mua các bác nhé. Đấy, các bác bấm vào cái hình bên cạnh này để sang kênh mới rẻ tiền review để xem video của các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để là người đầu tiên theo dõi video từ kênh rẻ tiền review. Xin cảm ơn các bác.